Văn Hoàng nè, được chưa? Tôi Ngô Văn Hoàng nè, bị u vùng bụng, mổ trong 3 tháng sau vào chẩn đoán là vào xét nghiệm là u ác. Nhưng ở nhà thì uống thuốc nam khoảng 3 tháng. Rồi vào chẩn vào khám lại thì không có phát hiện là u ác từ ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà CT với ở bệnh viện thần kinh quốc tế trung ương, bệnh viện thần kinh quốc tế, bây giờ tôi kiểm là ta lần thứ 3 rồi, u không phát triển, không có gì hết. Xong rồi tôi uống thuốc theo của bác sĩ Giang á, uống thuốc nam, trong đó có cái cây xà đen đấy, trong là... đó chủ yếu là cây xà đen, ngày cách ngày uống một ngày đó. Uống liên tục đó. Thế là bây giờ là coi như là hết các triệu chứng ung thư. Bây giờ là bệnh viện là cho về rồi, không cần vô khám lại nữa. Ừ. Mà thời gian từ mổ từ tháng 5 đến giờ á, mới mổ tháng 5 á, coi như là khỏe rồi đấy. Ừ. Hiệu quả ổn. Đúng rồi, ta nói đi. Đủ có cái đầu tôi hỏi nên cười bỏ mày. Ôi thì ông phải nói được, ông mà địa chỉ số điện thoại ở đâu chứ? Số điện thoại ông có địa chỉ thôn Hòa Bình. Thôn Hòa Bình, xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cam Ranh, Khánh Hòa. Y chang. Ừ, nó nhớ số điện thoại không? Số điện thoại không, không nhớ hả? Được rồi, được rồi, tôi sẽ điền sau nhá. Đó, thế là coi như là thoát chết đấy, hết bệnh ung thư rồi đấy nhá. Hết rồi đó. Không chết rồi đấy đó. Không chết rồi đấy. Thế là y là chết rồi đó, ai người thì sống. Đấy. Thế tôi uống mạnh lắm chứ người ta. Uống nó. Đấy. Cái trong không có đâu, uống điều với ngày này ôm lại rồi, 2 kg. Ừ. Đừng quay nữa.